Em Thùy Hà chào các bác nhá. Lại là em đây. Em hôm nay đang ở Nghệ An nhá, ở Nghi Lộc nhá. Lâu lắm mới được về Nghệ An đi nghi hợp đây. Đưa vợ và em đi tham quan nhà thờ Nguyễn Xí ở Nghi Hợp. Đợt này về trúng ngày lễ nên đưa mẹ với cô với vợ đi sang thắp nhang nhà thờ. Đây bắt đầu vô cổng nhà thờ này, bước vào cổng nhà thờ này. Hôm nay là ít người ấy. Hôm qua mới đông người. Hôm nay là mình đi sợ đi muộn. Qua rước kiệu như thế. Con cháu ở các nơi về tham quan nhà thờ đấy. Hà Nội, Sài Gòn, nơi nhà thờ lớn mà. Chín giờ mười à? Sớm. Cái gì? Nhà thờ họ Nguyễn Đình mà mình chưa biết là mình là chi mấy nữa. Hồi nó vô xem mình là chi mấy. Trước các cụ nghe bảo chi năm, phải coi của mình chi năm hay không. Nhà thờ của mình là ở ngoài ở Quảng Nam, nhưng mà đây là nhà thờ tộc ấy. Đây là các đồ gốm do họ Nguyễn làm ra đấy. Đây. Hồi nhỏ là mình hay đi đây, đi nhà thờ này, ông bà hay đưa đi nhà thờ này, và đi mấy ngày mới về. Tối rước kiệu rồi hát hò rồi hội tùm lum la như hội chợ trong Sài Gòn nhé. Rồi đây là khu bỏ công đức này, ai bỏ nhà thờ bao nhiêu là người ta ghi đây nè. Đây, bộ đồng này thắp nhang cầu khẩn bình an này. Thắp nhiều bút. Rất mong kiện khách của con cháu ngày mùng 1 và ngày lễ hội thì đông, nhưng khách của con cháu thì đều nhiều ngày.
Bên trong là khách quỷ ăn nước đóng ở ngoài, không mang thân thờ ở bên trong đền. Đây là sao vậy? Đây là bảo sức khỏe các con cháu, đây là bảo an toàn kỹ thuật. Bên trong tôi mong cho con cháu chấp hành quy định. Mình đang đi vào chỗ người ta đặt lễ bánh kẹo rồi ngựa rồi. Mình ra mình nhìn toàn cảnh nhà thờ bên này ngang qua đấy, đẹp đấy. Nhìn như đồ cổ này. Đây là hình như có 15 chi đấy. Đấy, đây là các chi này. Các chi này có cái gì là người ta ghi đây hết này. Vinh danh rồi, huy chương cái này kia là có hết. Đấy. Đây, chi của mình đây, chi 5 này. Đấy. Chi của mình là nhiều có nhiều di tích quốc gia nhất luôn. Con cháu là ông nào? Con cháu của ông cái xài này. Sự văn hóa này. Mình là con cháu của ông Nguyễn Kế Xài. Nguyễn Đình Quả, con trai thứ hai là Đức Xài đời thứ ba. Nhà thờ Nguyễn Đình Soạn đời thứ ba. Đời thứ 11 là con thờ. Đó.
đời thứ 11 à? Đây hả? Đời thứ 11 này. Đây là thứ 11. Ta thuộc phái thứ 11. Nhà mình là chi năm mà đời thứ 11. Đấy, các chi này. Chi 15 và chi cuối cùng. Đấy. Ông bà này là đẻ được 15 người con. Mỗi người con là một chi. Con thứ nhất là chi thứ nhất. Đấy, 15 người con. Đền thờ Nguyễn Xí tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và được Sở Văn hóa Thông tin đưa vào danh mục lễ hội truyền thống hàng năm. Lễ hội đền Nguyễn Xí năm nay được diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến 20 tháng 2, tức ngày 27 tháng 1 đến mùng 1 tháng 2 âm lịch. Phần lễ bao gồm lễ khai quang, lễ rước, lễ yết cáo, lễ dâng hương, lễ tham tế, lễ đại tế và lễ tạ. Riêng lễ dâng hương diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2023. Phần hội bao gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Chương trình cụ thể: thi đấu bóng chuyền nam từ 17 đến 19 tháng 2 năm 2023, địa điểm sân vận động xã Khánh Hợp. Biểu diễn văn nghệ vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Tổ chức cắm trại các xóm từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023. Triển lãm ảnh của Bảo tàng Nghệ An và các chi phái trong dòng họ Nguyễn Đình tại khuôn viên đền Nguyễn Xí. Một số hoạt động vui chơi giải trí sẽ được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú, ấn tượng, độc đáo và nhân văn. Kính mời bà con nhân dân và du khách đến dự lễ hội đền Nguyễn Xí năm 2023. Rồi, nhà mình viếng xong rồi, tham quan xong rồi, giờ bắt đầu chuẩn bị ra xe về. Vợ chồng em chào các bác nhá, mong các bác video sau ủng hộ nhá, chào các bác.